Tỉnh Quảng Trị hiện có 18 y bác sĩ, nhân viên y tế trong đợt hỗ trợ xét nghiệm và điều trị tại tỉnh Bình Dương lần thứ nhất đã tình nguyện ở lại chống dịch. Trong đợt thứ hai, 32 y bác sĩ, nhân viên y tế Quảng Trị tiếp tục tình nguyện hỗ trợ tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và điều trị cho bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 tại các bệnh viện dã chiến trong vòng một tháng. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam cho biết, việc cử các y bác sĩ tiếp tục hỗ trợ tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Nam thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự chia sẻ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị đối với miền Nam nói chung và tỉnh Bình Dương nói riêng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí đánh giá cao tinh thần tự nguyện, sự xông pha, sẵn sàng đến nơi nguy hiểm của các bác sĩ, nhân viên y tế. Đồng thời, đề nghị các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện vào Bình Dương chống dịch cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khi làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn cho mình, cùng đồng nghiệp làm tốt công tác chuyên môn, tận tâm, tận lực giúp đỡ người bệnh. Ngay sau lễ gặp mặt, 32 thành viên của đoàn gồm 11 bác sĩ, 15 cử nhân điều dưỡng, 6 nhân viên y tế đã lên đường vào Bình Dương chống dịch với tất cả tinh thần tình nguyện, nỗ lực hết sức cùng đồng nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.